Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng trăm bà con Phật tử cộng đồng người Việt về thăm chùa Chân Quang ở Vancouver, Canada trong dịp đầu xuân năm mới. Cộng đồng người Việt tại California, Mỹ nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị cùng tìm hiểu hình ảnh con chuột trong quan niệm văn hóa dân gian Nam Bộ. Thưa quý vị, mái chùa trong lòng người Việt đã trở nên thân thương, quen thuộc, đã đi vào những câu tục ngữ ca dao, nhắn nhủ những người con xa quê nhớ về quê hương đất tổ, đặc biệt là trong những ngày xuân năm mới. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm ngôi chùa Chân Quang của người Việt tại Vancouver, Canada trong những ngày đầu xuân Canh Tí 2020. Trang nghiêm, kính cẩn, hàng trăm bà con Phật tử người Việt tại Canada đã về chùa Chân Quang trong ngày đầu xuân để tham gia khóa lễ đầu năm. Khóa lễ được chùa tổ chức hàng năm trở thành truyền thống để mỗi dịp xuân về, bà con người Việt lại cùng về đây thành tâm lễ Phật, cầu cho quốc thái dân an, gia đình sum vầy hạnh phúc trong mùa xuân mới, cùng nhau gìn giữ văn hóa Việt. Thì đây là một cái dịp đầu năm và mình hướng đến chùa, hướng đến việc thiện, hướng đến những điều tốt lành, và không những cho gia đình, cho cộng đồng mà cũng cầu nguyện cho đất nước của mình sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và phát triển một cách tốt hơn. Chùa Chân Quang là một trong những ngôi chùa lớn nhất của cộng đồng người Việt ở thành phố Vancouver, bang British Columbia. Hơn 30 năm qua, chùa trở thành chốn tâm linh để người Việt ở đây tìm về. Với bà con người Việt xa xứ, đến chùa không chỉ để thấy an yên, thanh thản nơi cửa Phật, mà còn là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày, hay giáo dục con cái về những truyền thống, phong tục tập quán của người Việt. Thực ra là ngôi chùa của người Việt rất là quan trọng, đặc biệt là đối với cả những trường hợp xa xứ, tại vì là nó là một cái nơi để sum họp cho cộng đồng người Việt Nam, cũng như là để duy trì những cái văn hóa của những người Việt Nam sinh sống ở xa quê hương. Và bao giờ là cũng gọi là mang hết cả cái tấm lòng của mình để về cái nơi chốn tổ như là mình về được quê hương của mình. Dù mới sang học tập, làm việc hay đã định cư lâu năm tại đây, người Việt xa xứ vẫn duy trì thói quen đi chùa đầu xuân như một cách gìn giữ nếp sống tâm hồn Việt. Đầu tiên được đặt chân đến chùa, cảm thấy rất là vui khi trên nơi đất khách mình cũng có thể theo cái tôn giáo của mình. Và đặc biệt trong ngày hôm nay rất là xúc động khi được đến chùa, cảm giác giống như là ở Việt Nam. Trong ngày đầu xuân về nơi cửa Phật, bà con ai ai cũng hoan hỷ nhận được lì xì từ nhà chùa, được thầy trụ trì Thích Chân Hòa tận tay trao tặng, với ý nghĩa tượng trưng một năm mới Canh Tí nhiều may mắn, thuận hòa trong mỗi gia đình. Từ đó xây dựng sự đoàn kết lớn mạnh của cộng đồng người Việt. Hòa cùng không khí đón xuân Canh Tí của kiều bào tại nhiều quốc gia trên thế giới, đông đảo bà con người Việt Nam tại Hungary đã hội ngộ trong sự kiện quan trọng nhất diễn ra thường niên của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, lễ hội Tết Nguyên đán diễn ra vào ngày 25 tháng 1 vừa qua. Theo ước tính thì có khoảng 1.600 thành viên của cộng đồng người Việt đã tham dự lễ hội đón Tết cổ truyền với chủ đề sắc xuân. Phát biểu chúc Tết đầu năm, trưởng ban tổ chức lễ hội sắc xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary Phùng Kim San đã điểm lại một số nỗ lực lớn mà cộng đồng và Hiệp hội Người Việt đã thực hiện trong năm qua. Lễ hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú như múa lân, biểu diễn thư pháp, xin chữ câu đối đầu xuân, góc ẩm thực với các món ăn truyền thống, chương trình xổ số vui xuân, góc vui chơi dành cho các cháu thiếu nhi. Điểm nhấn của đêm hội là chương trình văn nghệ của nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Hungary được thưởng thức một chương trình của đoàn văn nghệ từ trong nước sang biểu diễn trong dịp Tết cổ truyền. Từ nhiều năm nay, sự hiện diện của hai nhóm từ thiện Cơm Có Thịt và Vì Ta Cần Nhau hoạt động rất tích cực vì trẻ em vùng cao ở Việt Nam đã trở nên quen thuộc tại các lễ hội Tết. Trong năm qua, chương trình đã hoạt động liên tục và làm nhiều sự kiện xuyên góp cho các em bé vùng cao qua chương trình trong năm vùng cao. Năm nay cũng là các năm khác, các tình nguyện viên tại ra đây đã bày hàng với
lễ hội sắc xuân đón Tết cổ truyền tại Hungary cũng là nơi các gia đình người Việt có dịp gặp mặt và hàn huyên. Sự tham gia của nhiều thế hệ trong ngày đầu tiên của năm mới đã góp phần gắn kết bà con hướng về những giá trị cội nguồn của dân tộc. Trong không khí xuân đã tràn ngập ở quê nhà, những người Việt xa xứ, nhất là những người mới sang Mỹ định cư, cũng cố gắng để bảo tồn nét văn hóa truyền thống của ngày Tết Việt với mâm cơm cúng ngày Tết. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại bang California, Mỹ. Gia đình anh Thịnh, chị Phú đang chuẩn bị cúng tất niên. Là năm đầu tiên đón Tết ở nơi cách xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, nhưng anh chị đã cố gắng để duy trì những nét văn hóa ngày Tết như khi còn ở Việt Nam. Một mâm cơm cúng chiều 30 với đầy đủ nhất những món ăn truyền thống là điều vô cùng quan trọng. Xa quê hương thật nhưng mà vẫn cố gắng là làm sao mà mâm cơm ngày Tết thì có đầy đủ, có măng, có miến và có lem, rồi có bánh chưng, có giò chả như mọi năm, mà để làm sao mà gia đình và anh em bạn bè có một cái Tết được quây quần ấm cúng bên nhau. Kính cẩn nghiêng mình bên mâm cơm cúng, cả gia đình cùng mời tổ tiên về đón Tết. Không có anh em họ hàng thân thích bên cạnh trong những thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, nhưng anh chị lại có được không khí ấm áp bởi sự sum vầy cùng với những người Việt cùng cảnh xa xứ ở xung quanh. Hôm nay là cũng có đến hơn một chục gia đình cùng các anh, các chị, các con, các cháu đến vui lắm, làm cho nó bồi hồi xúc động, làm cho mình cảm nhận như mình đang ở quê hương đất nước mình vậy. Nhớ cảm xúc khi được nhận phong bao lì xì ngày Tết lúc còn thơ ấu, anh chị cũng tổ chức mừng tuổi cho các con cháu y hệt như ở quê nhà. Đó cũng là một trong những cách để anh chị lưu truyền nét văn hóa truyền thống ngày Tết cho thế hệ mai sau. Tết Việt Nam có lì xì này, tổ ấm Việt Nam này, với con cũng được chơi cùng các bạn Việt Nam. Những nỗ lực bảo tồn nét văn hóa truyền thống ngày Tết của người Việt xa xứ nơi đây đã được chính những người Mỹ bản địa đánh giá cao. Niềm tự hào là người Việt Nam đã được thể hiện rất rõ trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, bởi vì họ đã nỗ lực bảo tồn và tôn vinh nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là trong ngày Tết. Bảo tồn được nét văn hóa đã là rất quan trọng, nhưng truyền bá được nét văn hóa truyền thống ấy cho con cháu còn quý trọng hơn. Trong không khí xuân đã tràn về nơi quê nhà, những người Việt xa xứ lại quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những giai điệu thắm tình quê hương và cùng chúc nhau một năm mới an lành hạnh phúc. Dù có thể vẫn chưa đầy đủ được như là ở quê nhà, song những người con đất Việt xa xứ vẫn đang cố gắng hết mình để duy trì nét văn hóa truyền thống ngày Tết của người Việt. Nhờ đó mà một mùa xuân mới đã lại đang về với những người con đang ở xa quê hương hơn nửa vòng trái đất. Lê Minh, phóng viên truyền Việt Nam tại Mỹ. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà. Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Hiện nay đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh Việt Nam nào bị lây nhiễm bệnh. Trong trường hợp cần trợ giúp, quý vị có thể liên hệ qua số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đó là 00-86-131-20-36-36-38. Từ một buổi biểu diễn hát sẩm thành công cho công chúng từ năm 2005 đến một thương hiệu văn hóa không thể thiếu ở phố đi bộ, phố cổ Hà Nội. Từ những lớp học hát sẩm miễn phí cho đến những lớp đào tạo âm nhạc dân tộc chuyên sâu cho hàng trăm thanh niên, sinh viên được mở thêm hàng năm. Đó chính là những thành công của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Được thành lập 15 năm nay bởi những nghệ sĩ, nghệ nhân hàng đầu Việt Nam, trung tâm này đã đánh thức tình yêu âm nhạc dân tộc truyền thống trong giới trẻ. Những ca nương nhí trong lớp học ca trù của nghệ nhân dân gian Phùng Thị Hồng, hay những hạt mầm nhỏ của nghệ thuật âm nhạc dân tộc truyền thống trong lớp học đàn hát dân ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thư. Các học viên từ 5 đến 12 tuổi được học 2 buổi một tuần cùng với các giảng viên hàng đầu của Việt Nam tại Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Rất thích học đàn nhịp bà, nó là nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Lúc đầu con thấy rất là khó về các kỹ thuật, nhưng càng học con càng thấy thích và càng thấy hay. Trung tâm này còn có những lớp học chuyên sâu dành cho những nghệ sĩ trẻ đã đi làm nghề,
để những bậc tiền bối truyền lại những nét tinh túy của nghệ thuật âm nhạc dân gian như ca trù, múa bỏ bộ hay hát văn. Bản thân hát văn nó đã rất gần cái tiết tấu với lớp trẻ, bởi vì nó cũng có những cái điệu xá thượng nó gần với rock với lại nhịp của thời đại. Thế rồi là có những cái điệu nó rất gần với lại dân gian, và cái bản sắc của hát văn thì nó hiện nay nó được lan tỏa rất lớn. Ở đây chúng tôi là thường xuyên đào tạo cái lớp kế cận. Nhiều thế hệ học viên của trung tâm đã trưởng thành, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi và các kỳ liên hoan âm nhạc dân tộc. Có một điều đặc biệt là tất cả các học viên của trung tâm này không phân biệt tuổi tác, trình độ, còn được tham gia biểu diễn hàng tuần tại các địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt là cái lớp các cháu về đây, vì họ là chủ nhân tương lai của những các cái di sản này. Làm sao mỗi lần chúng tôi ra sân khấu, nhân dân đều thấy có cái mới, có sức trẻ, có nhịp sống thời đại. Trong năm mới, con muốn học đàn tốt hơn và đánh đàn giỏi được như các thầy cô ạ. Bảo tồn những cái thật truyền thống thì đã có những bài rất mới mà các em nó thích, để cho giới trẻ nó càng yêu thêm. Đưa cây đàn tỳ bà và các loại nhạc cụ dân tộc khác đưa tới các bạn trẻ. Dòng nghệ thuật dân tộc của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Mang cái văn hóa của Việt Nam đi tới các nước ngoài. Chuẩn bị bước sang một cái giai đoạn mới thì cũng là những tiết mục mới đã được bảo tồn, truyền dạy và thực hiện. Thưa quý vị, nhiều người vẫn nghĩ rằng loài chuột là một loài gặm nhấm, chuyên phá hoại mùa màng. Nhưng trong quan niệm dân gian ở Nam Bộ thì loài chuột lại mang ý nghĩa cầu mong gia đình sung túc, con đàn cháu đống. Người dân Nam Bộ còn có nhiều tục lệ độc đáo liên quan đến hình tượng con chuột, chẳng hạn như là tục cúng chuột. Và trong những ngày đầu năm Canh Tí 2020, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về ý nghĩa hình tượng con chuột trong văn hóa dân gian phương Nam. Theo nhiều nhà nghiên cứu, trong văn hóa dân gian Nam Bộ, hình ảnh con chuột vừa mang ý nghĩa tiêu cực, vừa mang ý tích cực. Người nông dân ghét chuột vì cắn phá hại hoa màu, nhưng đồng thời cũng yêu chuột vì chúng cũng có ích trong làm thực phẩm hay báo hiệu những điều may mắn. Có lẽ chính vì nó nhỏ cho nên nó có mặt ở trên của quả đất này khắp nơi. Ở chỗ nào có người á, là có chuột á. Cái đêm giao thừa ở miền Tây Nam Bộ là cái tiếng chuột kêu lít chít ở đâu đó, ở trong nhà đó. Ở ngoài sân gần nhà thì cái năm mới sung túc, thịnh vượng. Con chuột gắn liền với cuộc sống của người nông dân Nam Bộ, với nhiều tục lệ như mang xôi hay cơm ra bờ ruộng để cúng chuột, tục đổi răng cho chuột, hay nhiều câu lý ca dao tục ngữ thể hiện sự hóm hỉnh của người dân Nam Bộ. Trong số hàng trăm cái bài lý về Nam Bộ mà của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ và Lê Giang sưu tầm thì chúng ta thấy có hai cái bài lý con chuột. Đó là đặc sắc, có những câu ca dao rất là hài hước dí dỏm về chuột. Như chúng ta nghe câu là chuột kêu rút rít trong vò, lòng em có muốn thì bò qua đây. Đó là một cách là tỏ tình, một thích tán tỉnh hết sức dễ thương của những cặp trai gái Nam Bộ. Chúng ta thấy là người ta vừa kiên kỵ, vừa sợ nhưng mà cũng vừa nể phục cái tài chuột. Người ta vẫn thường thấy là nó con chuột thì nó là con vật hôi hám, xấu xí, dơ dái. Nhưng mà đồng thời nó cũng biểu hiện cho cái sự nhanh nhẹn, cái trí tuệ, cho cái sự thông minh, cái sự sốc quét. Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thành Lợi, với năm Canh Tí này, hình ảnh con chuột gắn liền với ý nghĩa phồn thực, sinh sôi nảy nở và ước vọng của người dân về một sự no ấm, hạnh phúc. Và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.